Cửa lưới chống muỗi Easy Home, lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà Việt. Cửa lưới chống muỗi được thiết kế cho cửa đi, cửa sổ, bông gió và nhiều loại cửa khác. Cửa chống muỗi Easy Home bảo vệ giúp gia đình bạn có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Màn lưới và khung nhôm nguyên chất được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, ngăn chặn 99% muỗi, kiến ba khoang và nhiều loại côn trùng độc hại khác. Bên cạnh đó, Easy Home còn kinh doanh lưới an toàn cho nhà ở chung cư, giúp an toàn hơn khi có trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ gia đình. Hãy để Easy Home bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 094-667-6600, truy cập website easyhome.vn. Tại sao không hãng smartphone nào sao chép nút dàn tắt âm trên iPhone và OnePlus? Hãy hỏi người dùng iPhone và OnePlus về một đặc điểm thiết kế ưa thích của họ. Nhiều khả năng câu trả lời của họ sẽ là nút dàn tắt âm nằm bên hông điện thoại. Và có lý do chính đáng cho điều đó. Nút dàn tắt âm là một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho phép bạn đưa điện thoại về chế độ im lặng khi đang ở văn phòng hoặc không muốn bị làm phiền bởi những tiếng chuông thông báo phiền phức. Bạn không cần phải mò mẫm trong menu để tìm chế độ im lặng trong khi vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía bạn với sự không hài lòng thể hiện rõ trên gương mặt. Nhưng tại sao không nhiều hãng smartphone sao chép nút dàn hữu ích đó? Trên thực tế, đây là một tính năng tưởng đơn giản nhưng không hề giản đơn bởi có một vài yếu tố tinh vi đến thực dụng bên dưới nó. Dẫu vậy, các công ty vẫn nên thử khi mà những ưu điểm của nút dàn tắt âm dễ dàng làm lu mờ những nhược điểm đi kèm. Lý do tại sao các công ty không sao chép nút dàn tắt âm? Có một lý do hiển nhiên giải thích cho sự do dự của các nhà sản xuất điện thoại trong việc sao chép nút dàn tắt âm. Nó đòi hỏi những nỗ lực mà họ không phải lúc nào cũng sẵn sàng thực hiện. Android không có một hướng tiếp cận chuẩn hóa cho những nút dàn như thế này, khiến các công ty phải tự thiết kế nút dàn lẫn phần mềm cần thiết để điều khiển nó. Dù rằng đây chẳng phải việc to tát, nó vẫn tiêu tốn thời gian vàng bạc mà một nhãn hiệu sẽ muốn dành cho mục đích khác trong thời buổi chu kỳ phát triển điện thoại đang ngày một thu hẹp lại. Một vấn đề nữa đó chính là kể cả khi các nhãn hiệu hào hứng với nút dàn tắt âm, họ vẫn có thể bị cuốn vào những vấn đề pháp lý liên quan. Apple, OnePlus và các công ty khác thường xuyên lên tiếng rằng họ sẽ kiên quyết bảo vệ những bằng sáng chế về thiết kế của mình trước tòa. Một đối thủ tìm cách nhái dù chỉ một nút dàn nhỏ cũng sẽ đứng trước nguy cơ hầu tòa, bị cấm bán hoặc cả hai. Sẽ đơn giản hơn khi nhắm mắt bỏ qua tính năng này thay vì nghiên cứu thiết kế sao cho lách được luật. Và đúng, có khả năng nút dàn tắt âm không còn là một trong những ưu tiên hàng đầu như nó đã từng. Ngày nay, người ta không còn gọi điện thoại nhiều nữa. Dù bạn chắc chắn có nhiều lý do khác để tắt âm điện thoại, hạn chế chuông báo các cuộc gọi đến vẫn là một trong những lý do chính dẫn đến sự tồn tại của nút dàn. Apple đưa tính năng này lên chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, khi các ứng dụng và các website cho di động vẫn là xếp sau voice chat, và đến nay sau 14 năm, mọi thứ đã rất khác. Và đây là lý do tại sao họ vẫn nên sao chép nút dàn tắt âm. Dù có nhiều lý do khiến các công ty tránh nút dàn tắt âm, điều đó không có nghĩa họ đã làm đúng. Nhiều người dùng hiện nay muốn các nhà sản xuất điện thoại tích hợp tính năng kiểm soát phần cứng này, kể cả khi nó tồn tại dưới một hình thức khác, không gây ra nguy cơ hầu tòa như đã đề cập ở trên. Nói đơn giản, đưa điện thoại về chế độ im lặng bằng phần mềm là một việc khá khó chịu. Bạn thường phải mở khóa điện thoại và mở tiếp một bảng điều khiển nữa. Thỉnh thoảng chuyển sang chế độ này thì không sao, nhưng bạn sẽ phát cáu khi ngày nào cũng phải lặp lại thao tác đó, đặc biệt là khi đang vội. Bạn hẳn từng có lúc cuống cuồng tìm cách tắt âm điện thoại trong sự xấu hổ ở nơi làm việc, trường học hay thậm chí là trên giường. Hí hoáy ngón tay mò mẫm chế độ im lặng trong giao diện người dùng càng khiến những khoảnh khắc đó trở nên kỳ quặc hơn. Trên thực tế, Android đã có những tinh chỉnh để việc chuyển đổi dễ dàng hơn đôi chút, nhưng vẫn khá rắc rối nếu so với việc gạt một nút bấm đơn giản. Nút gạt phần cứng sẽ giúp bạn tránh được mọi vấn đề gây đau đầu đã nêu. Nếu điện thoại bạn bắt đầu đổ chuông hoặc một thông báo xuất hiện trong thầm lặng, bạn có thể giải quyết tình huống này gần như là ngay lập tức. Và sự nhanh chóng đó có thể sẽ dẫn đến một thay đổi về thói quen. Bạn sẽ bật âm thanh thường xuyên hơn để đảm bảo không bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng nào khi biết mình có thể tắt âm dễ dàng không kém khi cần thiết. Tại sao phải lo lắng về tiếng ồn điện thoại khi mà bạn nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trong tay? Hãy nhìn nhận thực tế. Bạn sẽ chẳng thấy nút gạt tắt âm trở nên phổ biến một sớm một chiều. Bạn vẫn sẽ phải mua thiết bị Apple hay OnePlus nếu muốn có tính năng này. Nút gạt tắt âm hiển nhiên hữu dụng trong nhiều tình huống và sẽ không quá ngạc nhiên nếu một hoặc nhiều nhà sản xuất nghĩ ra cách nào đó để trang bị nó cho điện thoại của họ. Nếu họ sẵn sàng cân nhắc và nghiên cứu, nút gạt tắt âm sẽ là công cụ giúp thiết bị của họ nổi bật hơn và thu hút được nhiều người dùng chuyên nghiệp vốn luôn đề cao khả năng kiểm soát hơn. Theo vnreview.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng.
liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.